Xin chào anh Tùng, tôi là nữ. Biết chị là phụ nữ mà. Dạ không, ý tôi nói là tôi tên Nguyễn Thị Nữ. À, chị là chị nữ. Dạ. Chị là cái gì? À, dạ, tôi đại diện cho hội phụ nữ quận, đến đây để gặp anh. Ừ, hội phụ nữ quận hả? Dạ. Chị cảm phiền, chị chờ tôi một chút nha. Để dọn dẹp đồ đạc có lu bu quá, tụi nó mới quậy một trận xong. An Bình à, ra đây phụ ba dọn mấy cái đồ coi. À, vậy không cần đâu anh. À, không cần đâu, anh cứ ngồi đó đi, tôi cho anh xem cái này. Có chuyện gì vậy chị? Anh xem kỹ đi. Đã có người gửi cho tôi cái clip này và tố cáo anh là bóc lột sức lao động của trẻ em. Trời ơi, sao cứ hoài vậy trời? Tôi có làm cái gì đâu mà bóc lột sức lao động trẻ em, mà ai là người gửi chị? Cái chuyện người gửi là anh không cần biết, nhưng điều quan trọng là tôi thấy là anh ngồi chơi game, còn con anh phải dọn dẹp nhà cửa là sao? Chị ơi, chơi game đâu mà chơi game hả chị? Tôi làm việc bù đầu bù cổ. Trời ơi, cái gì đâu mà ai mà vu khống tôi, nói tôi chơi game mà biết bao... Thiệt á, mấy hôm nay biết bao nhiêu chuyện đến với tôi luôn rồi, tôi rất là nhức đầu luôn á. Thôi bây giờ anh đừng giải thích nữa. Thật sự đối với tôi á, cái đoạn clip này rất là quan trọng. Còn lời nói của anh chưa có thuyết phục được tôi. Với lại á, chứng cứ rành rành là trước mắt tôi là tôi thấy anh ngồi chơi, còn con anh phải dọn dẹp nhà cửa. Anh muốn cho mọi người biết sự thật như thế nào thì anh phải có chứng cứ hẳn hoi chứ. Chứng cứ bây giờ làm sao mà chứng cứ gì hả chị? Tôi đâu có biết đâu, người ta chụp hình, người ta quay phim tôi không biết lúc nào nữa. Mà giờ cha con tôi đang sống yên lành hạnh phúc như vậy, tự nhiên cái rồi lúc thì nói tôi bạo hành, lúc tôi nói tôi bỏ rơi tụi nó, bây giờ tôi không biết làm sao luôn á. Trời ơi, có cái chuyện gì đâu mà sao cứ bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu tôi vậy? Thôi đừng giải thích nữa. Thật sự ra đối với ai mà phạm tội mà khi bị bắt quả tang á, đều lấy lý do, tất cả lý do để giải thích cho mình. Nói thật cho anh biết, nếu như anh không giải thích được chuyện xảy ra với hai đứa nhỏ thì buộc lòng chúng tôi phải thu xếp cho hai đứa nhỏ có cuộc sống tốt hơn. Trời ơi, sao biết bao nhiêu chuyện cứ đổ lên đầu tôi vậy? Ai cũng muốn chia cắt tình cảm cha con tụi tôi, không ai tin tụi tôi hết. Tôi làm gì sai? Trời ơi là trời. Cậu Tùng, cậu đi đâu thì sáng tới giờ? Cậu có biết là công ty còn bao nhiêu công chuyện cần giải quyết không? Cậu đừng tưởng ha, cậu lên trưởng phòng cậu muốn làm gì cậu làm nghe. Cậu sao vậy? Hả? Tại sao tôi nói chuyện với cậu mà cậu không ngẩng mặt lên nhìn tôi? Cậu có thương tôi à? Cậu Tùng, chẳng lẽ những lời nói của tôi làm tổn thương cậu như vậy hay sao? Sếp ơi, em buồn. Không nha, cậu đừng nói cậu dùng những giọt nước mắt đàn ông không rơi từng giọt để lung lay lòng của tôi nha. Sếp ơi, em khốn đơn lắm, không ai tin em hết sếp. Sao vậy? Sếp ơi, sếp tin em hả sếp? Em không có làm gì tụi nhỏ hết mà người ta nói em là bạo hành tụi nhỏ. Ai cũng nghĩ như vậy hả? Sếp phải tin em. Sếp tin em. Em lạc lõng, em cô đơn lắm sếp ơi. Tôi tin cậu. Cậu Tùng bình tĩnh đi, đời không như ước mơ đâu. Tùng à, cố gắng thuyết phục chị Hường mua vài lô đất nha cưng. Rồi anh sẽ tìm cách giới thiệu cho Tùng thêm hai ba chị nữa, cỡ chị Hường trở lên. Xin lỗi gì vậy sếp? Sao ai cũng muốn hành hạ em hết vậy? Không, anh chỉ muốn tốt cho Tùng và công ty thôi mà. Sếp đừng nói gì hết. Sếp ơi, muốn ôm sếp. Cậu làm cái gì vậy với cậu Tùng? Muốn mượn bờ vai của sếp. Để mượn bờ vai của một người lạ.
cho em mượn bờ vai, mượn rồi em trả. Đừng mà, cậu Tùng, cậu làm cái gì vậy? Em cô đơn quá sếp ạ. Cậu Tùng, trời ơi, cậu làm gì vậy cậu Tùng? Sếp đứng im đi, sếp như bờ vai của một người lạ. Người lạ ơi, xin hãy cho mượn bờ vai, mượn rồi sẽ trả. Trời ơi, sếp ơi, sếp ơi, sếp ơi. Hả? Hả? Trời ơi, cậu Tùng buông ra coi. Sếp với anh Tùng, hai người làm gì vậy? Mấy cô làm gì vậy? Tại sao vô phòng không gõ cửa? Dạ, có gõ mà. Hả, lỡ lỡ rồi, trong này ta đang làm gì rồi sao? Dạ, em xin lỗi sếp. Tại vì có chuyện gấp mà. Alo. Dạ. Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Sếp. Hả? Sếp ơi. Ý, trời. Cậu buông tôi ra đi, người ta nhìn kia, cậu làm gì với cô Tùng? Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta phong ba bước qua. Vì nơi đây sẽ chính là nhà, có tình yêu thương thiết tha. Và cha sẽ mãi mãi trêu chè, may mắn sẽ đến bên con. Dù là những đứa con trên trời rơi xuống, đáng yêu quá chừng.